빨리. 야, 막. 나 하던 거이. 야. 아, 여기는 야진 아니야? 아, 어다이 토이? 아, 그냥 어다이는 그냥 떴까? 그러니까 베트남 문화 중에 재밌는 게 어떤 거냐면, 아, 재밌다기보다도 신기한 게요. 이렇게 벌초를 오거나 묘지에 오면, 나의 부모님, 나의 가족들, 묘지뿐만 아니고, 이 주변에 있는 묘지까지도 이렇게 향을 다 놓습니다. 오늘뿐만 아니고 저번에도 산소의 묘지에 갔을 때 이렇게 하더라고요. đánh bắt được muốn bón cũng đánh đó dạ, bắt được đó đủ thêm thịt được nó hoa đường với mũ bỏ đường đó. Mua tới chứ thì thôi phải được cắt đâu được quyết đây phải là hắn còn ngọt khỏe dạ chú à dạ 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 mày cái tay này cho quay này mới ăn được mày đi quay mày cái này mua ngọt phải ăn chua đi thôi. Về mớ, con trăm ngàn nữa à? Rồi, đi. Đây rồi, một cái rồi này. Một tụt đây. Nước từ tụt đây. Về thì nước đi cụt. Nên con cam vừa mới nữa lớn nè, nên con bạch chạy dùng gì nữa nữa vừa tiến hành mua quá mua mày mua áo lý đó.
bên nước có cháu mình luôn đây luôn có làm xem không à à giống nhau giống nhau giống nhau ở Hàn Quốc giống nhau ở các bạn gia đình à đó ai giống nhau dạ dạ Thôi em mở ra hàng quá cho mấy mốt.